Và hôm nay dạy cũng dẫn em dạy cái đề cuối học kỳ 2 tham khảo ha, 8 2 3 4 của trường là trung học cơ sở và trung học phổ thông là liên cấp là Marie Curie ở Hải Dương. Thì đề này có hai phần trắc nghiệm 3 điểm, gồm 12 câu và tự luận là 7 điểm, gồm 7 câu. Rồi, tôi sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước ha. Rồi đi vào câu số 1. Đó là phương trình y bằng x cộng b là phương trình bậc nhất nếu a khác không. Học trong lý thuyết rồi ha. Rồi vậy là mình sẽ chọn đáp án nào? Đáp án D ha. Chọn D. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu 2. Nó là gì? Điểm M thuộc đồ thị nào dưới đây? Tức là mình thay vô tất cả các cái đồ thị này, đồ thị nào thỏa mãn là thuộc. Tức là thay tọa độ điểm M này nè vào cái đó nghe chữ ha, đi vào 1/2x ta được y là thay x thay trừ 6, y là 23. Rồi đứng trước là trừ x, vậy thì đây là thay vô y ha, là 3 1/2 nên cho trừ 6, cái này là 3 nó sẽ bằng là trừ 3, là không thỏa. Không thỏa thì em nó sẽ không thuộc, không thỏa thì nó thuộc, em sẽ không thuộc vô này. Đó, cho nên đáp án A là loại. Tiếp tục thay cái này vào y bằng trừ 1 hoặc này ra được là 3 bằng trừ 1 phần 2 nhân cho trừ 6 chia là 3 bằng 3 hỏa, tức là em nó sẽ thuộc cái này ha. Tức là suy ra đáp án B nhận. Rồi tương tự thay, nên nếu mà tới đây là mình ngưng được rồi, nhưng mà tại vì mình làm luôn cho hiểu ha, thay vào đáp án này ta được y là thay bằng 3, x thì thay bằng trừ 3 trừ 6 chứ. Thì đây là 3 bằng 18 là không thỏa. Vậy là em sẽ không thuộc. Cho nên thì là bán C loại. Rồi, tương tự mình sẽ thay vào tiếp theo. Thay em này vô, y bằng trừ 2x. Rồi, trừ 2 nhân này là bằng 12. Không thỏa. Y không, thì là D loại ha. Chúng ta chọn án là B. Rồi, chúng ta đi vào câu số 3. Ba như nào? Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Chúng ta hiểu là sao? Hàm số bậc nhất có dạng y bằng ax cộng b với a khác không? Đúng không? Và mình đã học cái này rồi. Nè. Hàm số nào là hàm số bậc nhất? Rồi như vậy cái đề này nó có tới hai câu đúng này. Câu A cũng đúng này. A với C đều đúng.
không? Bởi vì sao C đúng phải không? Đây này, chứ có lẽ nó bị nhầm nha. Gọi là ví dụ cái câu C này mình sẽ biến đổi ra là x bình đúng không, cộng x nhân với căn 2 là căn 2x trừ x bình 3, thì đây nó chỉ còn là căn 2x trừ 3 3 thôi đó, cho nên nó vẫn là hàm số bậc nhất nha. Thì ở đây là mình chọn luôn hai đáp án. Còn đáp án này đáng lẽ là sai, chứ có lẽ là đây là dấu cộng thì mới là sai. Nếu nó cho dấu trừ như thế này là đúng rồi, chứ không có sai đâu. Hiểu không? Thì theo như thầy nghĩ chắc là nó nhầm. Nhầm lẫn. Được chưa? Rồi, vậy đây bạn có thể chọn A hoặc C. Nhưng mà chính xác là chọn A đi nha, tại vì A nó chắc chắn rồi. Lại là cái này là nên là gì là chưa chưa hợp lý nha. À, nói chung là mình chọn A với C đều được. Câu 4. Cho đường thẳng DI bằng AX cộng BA cái không, hệ số góc của đường thẳng D là A đó, là câu B. Để mà học lý thuyết ra, hệ số góc chính là chữ A. Chọn ô B. Rồi, câu 5. À, một hộp có 30 thẻ cùng loại. Mỗi thẻ được ghi từ 1 đến 30. À, hai thẻ khác nhau thì hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp. Xác suất biến cố xuất hiện trên thẻ rút được là số chia hết cho 5. Thì chúng ta hiểu là các số chia hết cho 5 là 5, 1 tới 30 thì những số là 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đồng ý ha. Thì cái xác suất của chúng ta đó là cái công thức nó như thế nào? Đây nè. Tức là số kết quả thuận lợi cho A. Chưa? Rồi. Ở đây. Rồi. A là biến cố. Rồi, theo như đề bài ha. Số kết quả thuận lợi cho A. Là nè, 5, 10, 15, 20, 15, 30 là có 6, đúng không? Tổng số kết quả có thể xảy ra. Và 30, đúng không? Rồi, xác suất của biến cố. A. Là BA. À, 6 chia cho 30 rút gọn 1 phần 5. Vậy mình chọn đáp án là C. C ha. Rồi, chúng ta đi vào câu 6. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm 8 phần bằng nhau và có ghi các số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần. Phải K là số kết quả thuận lợi cho biến cố. Thì xác suất của biến cố là có 8 khả năng đúng không? Là K chia 8. Được chưa? À, vậy con này dễ ha, chọn luôn cô B nha. Rồi, câu 7.
Hình nào đồng dạng với hình A? Hình A mình thấy nè, là cái cạnh này là 5 với 9 ô tô. Hình này là 7, 5 với 7,5 là không tỷ lệ rồi. Hình C là 2,5 với 4,5. Tức là 5 nó gấp đôi 2,5, 9 nó gấp đôi 4,5 là đúng. Còn đây là 4 với 12, không có tỷ lệ với 5 với 9 nha. À, cho nên hai hình đồng dạng là A với C. Chúng ta chọn án là B nha. Cho nó nhanh. Rồi câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Rồi hai tam giác chắc chắn là ba cái đúng, bằng nhau thì đồng dạng. À, hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. Này là đúng hay sai? Này là đúng, đúng không? Hai giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau là đúng. Nha. Rồi hai giác đều luôn đồng dạng với nhau. Đúng luôn. Tại vì hai giác bằng nhau là có ba góc bằng nhau và ba cạnh bằng nhau. Cho nên nó đồng dạng ha. Hai tam giác đồng dạng có hai tất cả các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỷ lệ là đúng. Và hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau là sai. Được chưa? Tam giác vuông có thể là các góc kia nó ví dụ góc 60 30, góc 45, góc 50 với 40 thì đâu có đồng dạng. Nha, D là sai nha. Được, chọn án là D. Rồi, câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại B thì cái cạnh huyền đó là cạnh AC. Đúng không? Thì AC bình phương á, là AB bình cộng BC bình. Câu 9 là mình chọn câu A nha. Tức là nếu trình bày theo tự luận là như thế này. À, tam giác ABC vuông tại B, giả thiết à, mình suy ra bình phương hay cạnh góc vuông mình phải bình huyền. Đó chính là cái định lý Pythagore. Dạ, Pythagore nha. Đấy. Rồi, chúng ta chọn đáp án là A. Rồi, ta đi vào câu số 10. Hình chóp tam giác đều, tức là đáy là tam giác đều, các mặt bên là tam giác cân, đúng không? Rồi, có các mặt bên là tam giác cân là đúng, tam giác quay là đều là sai, tam giác vuông sai, tam giác cân sai. Vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án là A, đúng không? Rồi, câu 11. Hình chóp ngũ giác đều có các mặt, có bao nhiêu mặt? Ngũ là 5 nhưng mà nó có 5 mặt bên và một mặt đáy. À, hình chóp ngũ giác đều có 6 mặt, gồm 5 mặt bên và một mặt đáy. Biết vẽ ha, đấy là ngũ giác đó, đều. Rồi, chúng ta chọn là gì? C. Câu số 12. Thể tích của hình chóp tứ giác đều có chiều cao và cạnh đáy. Chúng ta biết rồi. À, thể tích là bằng 1 phần 3. À, diện tích đáy nhân với chiều cao. Đấy là 4. Cạnh đáy là 4 thì diện tích của nó là gì? Hình vuông đúng không? À, tứ giác đều đáy là hình vuông, 4 bình. Rồi chiều cao là 6. Ở đây mình tính ra 1 phần 3 nhân 4 bình nhân 6 32. Đơn vị của thể tích là cm khối. Vậy chúng ta chọn đáp án là A. Đúng không? Rồi, là chúng ta hoàn thành. Đó. Câu số 12. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tự luận. Học sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy kiểm tra.
giải phương trình sao, thì ta có cái đó lại ha. Ở đây mình tìm 2x mình lấy 9 cộng 5 đúng không, tìm số 2x thì đấy là tìm số bị trừ lấy hiệu bằng số trừ, 9 cộng 5 tính ra là 14. Tìm x mình lấy tích chia từ số còn lại, 9, 14 chia 2 là 7. Cái lượng nha, vậy nghiệm của phương trình là x bằng 7. Rồi, là chúng ta hoàn thành được câu ha. Đấy, rất dễ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào câu B. Câu hay là đi vào câu 14. Nó kêu là gì? Vẽ đường thẳng D trong mặt phẳng tọa độ. Thì mình sẽ coi cái cách để vẽ một cái đường thẳng ra. Đây. Đầu tiên là mình cho x bằng 0 thì y nó bằng b, là y bằng trừ 2, ta được điểm m 0b 0 trừ 2 trên OI. Rồi tiếp theo cho y bằng 0 thì ta được x nó là trừ b chia a, tức là trừ của trừ 2 chia cho 2, a là 2 thì nó bằng là 1. Thì mình chỉ được ta được điểm n đó là trừ b chia a là 1 0 trên ox. Rồi tiếp theo vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm m và n, ta được đồ thị ha. Ta vẽ đường thẳng d, kêu vẽ đường thẳng d ha, ta được đường thẳng d, ta được đồ thị đường thẳng d ha. À, mình lấy cái hệ trục tọa độ này, điểm đầu tiên là 0 trừ 2, không trừ hai đó, điểm này chính là điểm M. Điểm thứ hai là 1 0, vẽ cái đường thẳng đi qua hai điểm này. À. Rồi, là chúng ta được cái đồ thị nữa ha. Rồi, ta đi vào câu B. B là như thế nào? Nó kêu tìm hệ số gốc của đường thẳng D, quá dễ. Hệ số gốc chính là cái chữ A, đúng không? Hệ số gốc của đường thẳng D là A nó bằng, ở đây là biến chữ x là 2. À, nó cho siêu dễ nha. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 14. Bây giờ ta sẽ đi vào câu 15.
15 như thế nào? Rồi, chim cắt là loài chim lớn có bản tính hung dữ, đặc điểm nổi bật của chúng là đôi mắt rực sáng, bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc như dao nhọn. Chúng có khả năng lao nhanh như tên bắn và là nỗi khiếp đảm của không ít các loài chim trời. Rồi, rắn và các loài thú nhỏ như chuột, thỏ, sóc, vân vân. Đó là nó ăn được những con đó. Rồi, từ vị trí cao 16 mét so với mặt đất, đường bay lên của chim cắt được cho bởi công thức y bằng 30x cộng 16. Trong đó y là độ cao so với mặt đất, x là thời gian tính bằng giây, giấy dương. Hỏi nếu nó muốn bay lên đậu trên một ngọn núi cao 256 mét thì so với mặt đất thì tốn bao nhiêu giây? Tức là nó cho mét này, tức là nó cho y á, và nó tìm x để mình tính theo giây, tức là mình thay vô cái thức này nè, công thức này nè. Thay y bằng 256 vào công thức này nè, đó, ta được 256 bằng 30x cộng 16. Giải phương trình này ra mình đổi vế lại, 30x cộng 16 bằng 256 thì 30x mình lấy 256 trừ 16, 256 trừ 16 là 240. Rồi mình tìm x, mình lấy 240 chia cho 30, x bằng 8. À, vậy bao nhiêu giây biết rồi ha. Vậy muốn bay lên độ cao thì tốn bao nhiêu giây? Vậy nếu nó muốn bay lên độ cao thì tốn 8 giây. Rồi là chúng ta hoàn thành câu A. Đi vào câu B. Từ vị trí cao 256 mét, tức là nó lên trên đỉnh núi đó rồi, đâu trên rừng cây đó rồi chứ, qua đỉnh núi đúng rồi, núi. À, so với mặt đất hãy tìm độ cao mà nó bay xuống sau 3 giây. Biết đường bay xuống thì nó bởi công thức này. Tức là đường bay lên là công thức này nha, còn khi nó bay xuống là cái công thức khác nữa. À, tức là con chim mà nó bay từ đất lên thì nó dùng công thức này. À, à còn từ xuống thì nó dùng công thức này. Tức là lúc này mình phải thay cái chữ y này nè, đúng không? Vào cái này. Đó. Thay y bằng 256 vào công thức này nè. Ta được 256 bằng trừ 40x. Rồi mình đổi vế lại, trừ 40x cộng 256 đúng không? Rồi. Ê, xin lỗi. Ở một vị trí 256 bay sau 3 giây nha. Độ cao của nó xuống mặt đất sau 3 giây, tức là ở đây thì thay 7 rồi. Tức là 256 này không phải là con số thay nha. Tức là vị trí đó là vị trí nó bay xuống, nó dùng thức này sau 3 giây là mình phải thay x bằng 3 giây. X bằng 3 giây á. Rồi vậy mình thay ngược rồi ha. Y sẽ bằng là trừ 40 nhân 3 cộng 256. Đó là trừ 102 cộng 256 là còn 136 đúng không? À, rồi thì mình kết luận hiểu ha, cái câu này nó là như thế đó đúng không? 256 trừ cho 120 đúng không? Đấy. Tức là sao? Tức là từ vị trí cao 256 trong đó hãy tìm độ cao của nó bay xuống sau 3 giây, biết đường bay của nó cho đợi chương trình này. Tức là đây đã có y là độ cao đúng không, đường bay nó như này, nhưng mà 256 mét y này chính là nó bay cái quãng đường nó bay được á là 136, thì mình phải lấy 256 trừ cho 136 mới ra độ cao nha. Hình dung được không?
tức là nó bay cái y này là tính so với cái đỉnh núi á chứ không phải là so với mặt đất nha. Còn cái kia từ mặt đất bay lên thì cái y này mới tính so với mặt đất, còn đây từ trên bay xuống thì y này chính là cái quãng đường nó bay được á. Thế là đi trên đi xuống vậy cái độ cao 256 phải trừ cho cái này thì nó mới là cách mặt đất nha. Rồi vậy độ cao, vậy độ cao của chim cá ở khi nó bay xuống 3 giây, 3 giây từ vị trí cao 256 mét là lấy 256 trừ cho 136 bằng 120 đúng không? 220 chứ đúng không? Rồi 120, 120 mét ha. Rồi xong, giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 16. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S, tức là cái đồng xu mình quăng lên nó có hai, là hai mặt để xuất hiện, mặt S và mặt ngửa. S là chữ S và ngửa là chữ N nha, mặt sắt là chữ S, mặt ngửa là chữ N. Rồi tung một đồng xu 40 lần liên tiếp có 22 lần xuất hiện N thì nó kêu tính xác suất để xuất hiện đồng xu là mặt S, thì mình trừ ra được không? À, xác suất à, tức là cái câu A xác suất thực nghiệm của biến cố là mình hiểu ha, mình sẽ lấy gì, mình sẽ lấy là nó khi xuất hiện mặt S 40 lần thì nó xuất hiện 22 lần N, thì trừ 22 thì nó ra là 18 đó, rồi mình chia cho tổng số lần của nó thấy chưa. Rồi 18 chia cho 40 là 9 phần 20. Đấy. Rồi, câu B. Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp có 10 lần xuất hiện mặt S. Vậy mình lấy 10 chia cho 15. Đó, nó kêu tính mặt S mà. À, lấy 10 chia cho 15, rút gọn cho 5, còn 2 bằng 3. À. Rồi, bây giờ tôi đi vào câu C. Là tung 24 lần, 12 lần xuất hiện N. Như vậy là 24 trừ cho 12, chia cho 24, đúng không? Còn lại 1 phần 2. Tức là 12 phần 24 là 1 phần 2. Rồi, tức là mình lấy cái số lần nó xuất hiện mặt S, mình chia cho tổng số lần. Rồi, thì là chúng ta hoàn thành được cái câu 16 ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 17. Bài hình này nó cho chỉ có hai câu thôi. Như thế nào đây? Cho tam giác ABC vuông tại A, AB nhỏ AC, đường trung tuyến AD. Rồi. Vẽ ra. À, tam giác ABC vuông tại A, AB nhỏ hơn AC. Đấy. Rồi, trung tuyến AD. AD là đường trung tuyến. AD kẻ đường thẳng sau vuông góc với AD
vuông góc VAD cắt AC và AB. À, vuông góc ha. AC và AB. Vẽ góc vuông vô. Cắt AB và E. AD cắt AC và F. Đúng không? Cắt AC và AB chứ. Xin lỗi. Cắt AC trước và E. Vậy đây là E nè. Trên mới là F. Rồi, chứng minh tên cho ABC đồng dạng với AFE. Đó, ABC là AFE. Thì bài này dễ không? Nếu hai tam giác này mình coi là hai tam giác gì? Tam giác vuông nè, đúng chưa? Tam giác ABC thì nó vuông tại A, còn tam giác DEF, AEF, AEF hả? AEF cũng vuông tại A luôn. Vì là góc A là góc vuông chung, đó là góc A là góc chung á. Rồi thêm một góc nữa mới được đúng không? Là góc nào? À. Rồi, góc nào đây? Bây giờ cái góc D này đi. Bây giờ mình chú ý nè, bây giờ đây ha, ví dụ cái góc tam giác ABC á thì cái góc B này nè. Nó nằm trong góc E này đi. ABC đúng không? Góc C này nè. Khoan nha, mình nhìn nha. Thì cái góc B này nè, nó sẽ bằng cái góc E. Thì sao góc B bằng góc E này? Bởi vì góc B, cái góc B này nè, cái góc A xanh nó cộng với F này nè là 90, E này cộng với F là 90, vậy hai cái này bằng nhau. Đấy. Mà cái góc này nó lại bằng cái góc C này. À, tại sao bằng góc C? Bởi vì hai góc này nó cùng bằng cộng góc này là bằng 90. À, hiểu không? Hai góc đó bằng góc kia cộng lại đấy, 90 đấy. Hiểu không? Vậy nhìn chung là cũng không không đơn giản nha. Bài này nhìn chung cũng không dễ nha. À, thì sẽ hướng dẫn giải câu này nha. Tức là mình có góc A là góc chung rồi đúng không? Rồi, chúng ta dùng cái góc cơ tam giác ABC là cái góc C này nè. ABC là cái góc B đi. Góc B này nè. B này nè. Dùng góc B này đi, nó nhanh. Góc B này nó cộng với góc C là 90. Đúng không? B này cộng góc C là 90 nè. Đấy. Hiểu không? Rồi. Nhưng mà ta có nè. Cái góc A này nè. Góc E này chứ. E này nè. E này
cộng với gốc A này là 90 nè. Đúng không? E này cộng A là 90 nha. Đấy. Hiểu ha? Tại vì sao 90? Bởi vì nó vuông chỗ này nè. E này cộng A 90. Nhưng mà góc này là bằng góc này. Đúng không? Tại vì nó cùng cộng với góc này bằng 90 đó. Tức là góc này bằng góc này để cho màu xanh nè. Tại sao bằng màu xanh? Nó cộng với góc DAE là 90. Đó. Đúng không? Cộng với DAE là 90. Rồi. Rồi, tiếp theo. Tại sao? À, tức là chúng ta có hai góc này bằng nhau đúng không? Rồi. Sao góc B này nó bằng đây? Sao góc B này nó bằng đây? Bây giờ góc này với này là đối đỉnh. B này, hai góc này cộng lại. Bài này làm cách bây giờ góc A mình là góc chung rồi nha, hợp lý nha mấy em. Rồi bây giờ nếu mình dùng góc F, nãy là nó là góc F đúng không, F cộng với góc E này là 90. Rồi nhưng mà đâu có được cái gì đúng không, trăm tám trừ hai cái góc đó, góc E này cho tam giác ABC vuông đường trung tuyến AD. Rồi, đường trung tuyến AD. À, ta quên cả hát cái này quan trọng. Tức là đường trung tuyến ở với kinh huyền bằng nửa kinh huyền, hiểu không? Nãy giờ quên coi cái đường trung tuyến nha. Đó, tức là AD bằng BC chia 2, tức là bằng DC cái gì? Thấy chưa? Đấy. Hay là bằng BD thì tam giác cân á, DA nó bằng DB thì hai góc này bằng nhau nè, hiểu không? Đó, mà cái góc này bằng nhau, được chưa? Vậy góc B với góc này bằng nhau, rồi vậy là ra đó, ha, dễ ha. Tức là cân thì đầu tiên hai góc này bằng nhau trước, đúng không? Rồi sau đó dùng góc này bằng cái góc này, cho màu đỏ luôn đi ha. Rồi chung là cái câu này ngắn. À, cái câu này nó đơn, nhìn cái đề nó đơn giản nhưng mà làm thì nó không phải đơn giản đâu nha. Đấy. Và con nó phải có kỹ thuật mới làm ra đấy. Đây mình chứng minh hai này bằng nhau. Được chưa? À, lấy cái đề rồi để xuống để cho mình dễ trình bày. Hiểu ha? Đấy. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Được chưa? Chúng ta có nè. Tam giác ABC vuông tại A và có
AD là đường trung tuyến. Giả thiết ha. Thì AD sẽ bằng là BC chia cho 2. Mình học rồi, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền trong một tam giác ha. Chúng ta đã học cái đó. Đúng chưa? Coi cái bài hình chữ nhật đó. Một tam giác vuông có đường trung tuyến ứng với một cạnh, một cạnh đó là bằng nửa cạnh ấy. Còn trong tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. À, đó là cái tính chất trong tam giác vuông. Cái chú ý là mình ghi tính chất đó, nha. Đó là tính chất. Rồi ở đây chúng ta sẽ ghi là AD sẽ bằng BC chia 2, chính là bằng gì? BD thôi. Hoặc là DC cũng được. Vì D là trung điểm của gì? Đó, AD là đường trung tuyến này. Đầu tiên mình nói trước, AD là đường trung tuyến. Nè, của tam giác ABC. Ở khỏi cái này được. Đó, vì D là trung điểm của BC. Nên BC chia 2. Nó bằng BD, nó bằng DC. Rồi, mình sẽ xét cái tam giác là gì? Xét tam giác là ABD có AD bằng BD. Chứng minh trên. Thì mình sẽ suy ra được cái tam giác ABD cân tại đâu? Cân tại D. Dấu hiệu nhận biết tam giác cân. Rồi, để mình suy ra được cái gì? À, góc D. D BA. DBA. Nó sẽ bằng cái góc DAB. Đúng không? Tính chất. Rồi mình kéo nó ra cho nó nằm trong tam giác luôn. DBA chính là CBA. Còn DAB, D A B. Rồi. Góc này thì để đó luôn cũng được. Rồi vì D nè, nó thuộc vô BC. Đó, đó là mình đặt cái số 1. À. Rồi, tiếp theo ta có nè. Là cái ta có là gì? Cái góc nè. Góc E này ha, là A, E, F, A, F, A, E, A, F không? Hay là mình ghi là F, E, A đi. F, E, A. Cộng với góc E, A, D. E, A, D. Đúng không? À, nó sẽ bằng là 90 độ, đúng không? Nhưng mà thì bắt luôn rồi nè, nó sẽ bằng là góc gì luôn? À, DAB. DAB cộng với EAD. Hai cái này cộng lại là bằng 90. Cùng bằng 90 độ á, là trong tam giác vuông á, là hai góc kia cộng lại 90 ha. Thì mình thấy một nè, CBA nè với DAB nó bằng nhau. Ha, CBA à, với DAB nó bằng nhau. DAB đây. CBA
C, B, A. Rồi. D, B. Ở đây chúng ta bỏ được nè. Ta đặt cái này hai nha. Thì bỏ là mình thấy nè. Hàng này nó giống nhau nè. Bỏ đi. Đúng không? Rồi. Nó bằng là D, A, B. Cái này mới là hai nè. Đó. Mình có đây D, B nè. Đây cũng D, B nè. Hai góc này bằng nhau. Nè, bắt đầu á. Được chưa? Là CBA sẽ bằng là FEA, nó cùng bắt cầu qua là DBAB. Đó. Rồi vậy mình có được hai góc đúng không? Mình bây giờ mình mới xét hai cái tam giác đó như yêu cầu của nó nè. Và tam giác này có CBA góc chung trước đi ha, là góc A. Góc A là mình ghi là tại vì B AC giữa đầu cuối thì bên đây là EAF, góc này gọi là góc chung. Còn hai cái góc là CBA tức là cuối giữa đầu, FEA là cuối giữa đầu luôn, tương ứng chứng minh trên. Vậy mình sẽ suy ra được hai cái tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Ta đi vào câu B. B là như thế nào? Rồi. Sau khi chứng minh xong con này, ta cho nó màu đen. Ok, chứng minh là BC bình bằng 4DE nhân cho DF. Thì cái số 4 là chẳng qua là bình phương ra thôi. Được chưa? 4 là hai bình đó. Là BC bình mình chia cho 2. Đúng không? Đó. Cái bài này nó cũng khá hay. Nó bằng là AD đó. Vậy mình dùng hai tam giác là ra liền. Tức là chẳng qua là BC bình chia 4 đó, nó bằng là gì bạn biết không? BC bình mình chia cho 4 thì chẳng qua là bằng AD đó, bình phương. Cho nên mình lấy AD bình phương ghép với DE với DF. Nó dùng hai tam giác đồng dạng là ra liền. Tức là FDA với FEE. FAE là ra nha. Thì nó cũng không khó. Nhưng mà nó cho hơi hơi lạ đấy. Cái đề này nói chung là nó cho hơi lạ và không bình tĩnh, họ là không có làm được đâu. Rồi, tức là phải có sự trải nghiệm thì bạn mới làm được những cái câu như thế này, còn lần đầu gặp thì rất là dễ bị rối. Đó. Ta có nè, đầu tiên là có ha, là mình biến đổi BC bình chia cho 4 á, mình dục qua được không? Thì BC hồi nãy mình học rồi, BC chính là AD chia 2. Đúng không? À, 2 BC bình chia 4 là BC chia 2 tất cả bình. Hiểu không? Rồi, mà BC chia 2 chính là AD đó. Đó, ok, mình hiểu không? BC bình chia 4 biến đổi BC chia 2 là AD nè. Thấy không? Cái này là câu A. Rồi, để nó đi là số 3. Nãy giờ số mấy rồi? 1, 2, 3. À, tức là chúng ta chuyển qua BC chia 4, bình chia 4 là được cái đó. Giờ 9 nhân DE nhân DF bằng AD bình là xong. Mà BEF AD bình thì quá quen rồi. Chúng ta dùng hai tam giác là ra liền. Hiểu ha? Chúng ta có nè. Ta có là AD. Đúng không? Ta có là tam giác ABC. Đó, vuông tại A. Giả thiết chúng ta suy ra được là AB
Không buồn với A, AC trước. Rồi rút ngắn lại. AB buông AC rút, đưa lại thành là AF buông với AE. Vì sao? B nó thuộc AF, E nó thuộc AC. Đó, để mấy bạn suy ra được cái góc F AE là 90. Rồi, đó là được một góc FE 90 ha. Tiếp theo, mình có AD. Đó, vuông góc với gì? Để cho là FE, đúng không? FD, giả thiết đó. Thì mình suy ra được cái góc là FDA là bằng 90. Tương ứng với lượt nha. Rồi, chúng ta mới xét hai tam giác giống như hai cái góc đó luôn. Xét tam giác FAE và tam giác FDA có cái góc F là góc chung đúng không? Thì mình sẽ ghi sao? F thì mình ghi là giữa đầu cuối, tức là AFE. Đó, thì bên đây cũng giữa đầu cuối, đó là DFA. Đó là góc chung. Còn hai cái góc này nó bằng nhau. FAE là tam giác đứng trước, bằng với FDA là tam giác đứng sau, cùng bằng 90 độ đó. Là chứng minh trên. Rồi, chúng ta suy ra được hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Đó. Góc góc. Rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được cặp cạnh để lôi được DE với DF ra. Được chưa? Muốn có được DE với... không phải. Làm gì là sai nha. Thì chúng ta phải dùng hai giá hai bên là mới được. A. Dùng là gì biết không? D. Cái này là thầy cái gì? Sai rồi. Để lại này nha. Cái này vuông ở đây, dùng hai tam giác này hai bên. Rồi nãy mình có hai góc này bằng nhau rồi nè. Đúng chưa? Rồi dùng hai góc vuông nữa là được. Đó. Rồi, ta có là AD vuông góc với DF. Bỏ này đi, này không dùng nha. AD vuông góc với EF. EF luôn, giả thiết. Thì suy ra cái góc nè là A D F A D F nó phải tương ứng à, bằng cái ghi tam giác tương ứng của nó nha. A D F thì bạn phải ghi là E D A là bằng 90 độ. Rồi còn góc E này với góc A này nãy là mình chứng minh rồi đó, nó bằng nhau, nó còn ký hiệu đó, được chưa? Góc A này với góc E này nè. Đó, góc A này với góc E này. A với E này, nó nằm ở trên đây nè. A với E nè, đó là có hàng này nè. Đó, ta có nè. Đó. Ta có hàng này bằng nhau. Nói chung cái đề này nó cho cái kiểu thầy cũng không thích lắm. Kệ đi, nên sao làm gì ha. Cái này là câu A đó. Thì cái góc là FEA đó. FEA mà rút ngắn lại là DEA. DEA thì tương đứng bên này đó là gì? Là DAF. DAB đúng không? Sẽ là DAF. Hiểu không? Vì D nó thuộc vô EF, tức là FEA nè. FEA rút ngắn lại DA thì D mình phải ghi là thuộc EF. Còn DAB mình thay bằng DAF thì mình phải ghi là B thuộc AF.
Rồi, thì chúng ta có được góc này là chúng ta đầu tiên có hai góc này bằng nhau nè. 90 là chứng minh trên. Và hai góc này bằng nhau nè. Cũng là chứng minh trên. Rồi, vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng này. Ra trường hợp góc góc. Thì mình sẽ rút ra làm sao cho nó có chữ cái DE với DF ha. Đâu có, cái này là ghi sao? DEA và ADE đi, ADF đi. ADF và EDF đi. EDA. ADF và EDA. Rồi chúng ta sẽ dùng cái cặp cạnh liên quan đến thằng DE với DF. Thì AD trước nè, AD nó phải liên quan đến DE. Rồi AF nè, liên quan đến AD thì liên quan đến là DE. Rồi DF thì liên quan đến DA, AD. Lấy DF thì chia AD. Đó, cùng bằng tỷ số đồng dạng. Và mình nhân chéo qua AD bình phương DE nhân DF đó là số 4 từ 3 giờ 4 đúng không? Thằng 3 này nó cũng bằng AD bình, thằng kia cũng bằng AD bình, vậy bắt đầu qua là BC bình chia cho 4 á bằng DE nhân DF, do nó cùng bằng bắc cầu qua AD bình. Rồi bạn suy ra BC bình 4DE nhân DF. Rồi, điều phải chứng minh nha. Đã hoàn thành câu này. Rồi, ta đi vào câu tiếp theo. Rồi, tiếp theo là như thế nào? Bạn thề là một cái lồng đèn hình quả trám. Cái đề này nó vậy luôn, tên là Hà luôn á, nhưng chứ không phải là tôi đọc lại đâu. Cái lồng đèn hình quả trám. Quả trám là quả mình thầy cũng không biết cái quả này. Rồi, là hình ghép từ hai hình chớp tứ giác đều có cạnh 20 cm. Rồi cạnh đáy, còn cạnh đáy là hình vuông nó nằm giữa, cạnh bên là 32, khoảng cách giữa hai đỉnh là 30. Đó, thể tích lồng đèn thì mình hiểu không, mình sẽ tính ra khoảng cách một chiều cao ha. Mình nhân cái này là nó cắt thành hai cái hình chớp, cắt chính giữa thì mình khoảng cách giữa hai đỉnh mình chia hai thì nó mới là chiều cao của hình chớp chưa. Đó, tính chiều cao của hình chớp. À, tứ giác đều. À, mình lấy 30 chia cho 2 á, đúng không? À, lấy 30 chia cho 2 bằng 15. Rồi. Thể tích của cái lồng đèn. Quả trám là mình sẽ lấy mình nhân 2 lên, đúng không? Nhân cho 2 thể tích của hình chớp. Tại vì hai cái hình chớp đâu lại mới ra được, đúng chưa? Đó. Tức là ở đây là chữ H này. Đó. Rồi, hai thể tích của hình chớp. Rồi, thể tích hình chớp là gì? 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Và diện tích đáy của mình đó chính là cạnh của mình đó. Đáy là 20, diện tích là cạnh hình vuông, bình phương, cạnh cạnh bình phương. Rồi, đúng không? EH của mình đó là 15. Và mình sẽ bấm ra 2 phần 3. 2 x 1 phần 3 là 2 phần 3 đó. Nhân 20 bình. Nhân 15. Đó là 4.000. Đơn vị đây là cm vuông.
Rồi, câu B. À, bạn Hà muốn làm 50 cái lồng đèn hình quả trám này, cần phải chuẩn bị bao nhiêu mét thanh tre? Mới nói về cái thanh tre có đôi giày không đáng kể. Mình hiểu không? Nó có ở trên nó có bốn cạnh bên, dưới có bốn cạnh bên là tám cạnh. Đúng không? Rồi, cái mặt đáy này nó có hình vuông nè, là bốn cạnh. Bốn cạnh của hình vuông nhưng mà cạnh bên là 8, nhưng mà cạnh đáy là 4. Đó, và 50 cái lồng đèn là phải nhân 50 lên nha. Một cái đó là mình tính một cái lồng đèn thôi nha. Cho nên nó hỏi là gì? Số mét thanh tre bạn Hà cần chuẩn bị. Đó là lấy 50 nè, đúng không? Đó, 50 cái lồng đèn nhân cho mỗi cái là có 8 cạnh đó. Một 8 cạnh bên mà mỗi cạnh bên là 32. Và 4 cạnh đáy, mỗi cạnh đáy là 20. Đó, bấm máy ra. 50 nhân 8 nhân 32 cộng 4 nhân 20 là bằng 16800 mét. Đây, cái này là cm chứ. Mình đổi về mét. Đúng không? Nó hỏi là số mét mà. Đúng không? Không đổi về mét là sai, chia cho 100. Rồi. Hiểu ha? Rồi, là hoàn thành câu 18. Sau vào câu 19. Câu cuối cùng. Thì cái bài này mình sẽ dùng Casio để mình bấm ra. Thì cái này thì nhắm được rồi, lấy cái 3 cộng 9 cộng 7 là thầy đoán được cái đó được. Hỏi bấm đấy nha. Em tự bấm giống như thầy chỉ vậy đó. Dùng Casio nha. Thì bấm ra là ít nó sẽ bằng là gì? Ít sẽ bằng là 100, 1000 chứ. Tại vì 997 cộng 3. Thì mình chuyển qua. Ít sẽ bằng trừ 1000 chứ không phải 1000 rồi. Dùng máy là bằng trừ 1000 nha. Đó. Rồi, vậy đây mình sẽ chuyển qua là x cộng 1000 bằng 0. Đó, tức là mình sẽ tạo ra được x ngàn 0. Thì mình ghi là cái này. Nha. Ghi là cái phương trình này. Rồi, muốn tạo ra được x cộng 1000 thì là x cộng 1000. 1000 mà muốn ra 3 là trừ 997. Đúng không? Ở đây x cộng 1000. Ngàn muốn ra 2 là trừ 998. Tương tự x cộng 1000 trừ 999. Rồi bên đây là x cộng 1000 trừ 501. Rồi x cộng 1000 trừ 502. Cái này cho ra ngoài luôn nha, hết 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 dòng. À, x cộng 1000 trừ 503. Rồi tôi tách riêng ra, hiểu không? Tách riêng ra ngoài. X cộng 1000 chia 997 trừ 997 bằng 9997. Rồi x cộng 1000 97 là tính luôn bằng một cho nhanh nha. Rồi làm nhanh bước này được không? Rồi trừ 998, 98 là một, 999 là bằng một ha. Rồi sau đó mình chuyển vế qua đổi dấu lại. Thành dấu trừ, thành cộng, thành trừ, thành cộng, thành trừ, thành cộng bằng không. Thì chúng ta sẽ bỏ được mấy con số này nè, được chưa? Trừ một nè, cộng một, trừ một, trừ một, cộng một, tức là ba cái trừ một, ba cộng một là mất. Rồi mình đem x cộng 1000 ra.
1 phần 997. 998. 1 phần 501 trừ 1 phần 502. Rồi. X cộng 1000 bằng 0. 0 chia cho cái này bằng 0, mình chỉ giải thích gì cho nó gọn nha. Vì cái này nó khác 0 thôi. 0 chia cho một số khác 0 là bằng 0. Hỏi để dưới cũng được. Người ta hiểu chưa? Dung được chưa? Rồi, vậy đây là x bằng 0 trừ cho 1000. À, là x bằng trừ 1000. Rồi, chúng ta kết luận ha. Vậy, này đưa vô đây luôn đi. Nghiệm của phương trình là x bằng trừ 1000. Đó, đã hoàn thành xong cái đề này. Đó, rất dễ dàng, đúng chưa? Rồi, có bạn nào không hiểu không?